Dạ, lời nói đầu tiên Úc Hà xin chào cô chú và quý anh chị. Hôm nay thì Úc Hà đang có mặt ở tại chợ Cờ Đỏ. Dạ, chợ Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Thức khuya rồi nha, phải ngủ dễ dàng. Dẫn hai em tao thức khuya là tao, bạn là tao cũng ngủ qua luôn đó. Và hai là em Thảo, cô ba. Một giờ mấy mới hết à? Hai em đi hết chợ. Đi chợ Cờ Đỏ để xem con hai em có cần mua gì cũng làm cái gọi giúp nha. Dạ, bây giờ chúng ta cũng xin giới thiệu mình vô mình cho biết mặt em Thảo nha. Em Hiền thì cả nhà cũng là biết rồi. Đây, đây, hai em nè. Hiền, chào con Nhã đi con. Vâng, dạ, dạ. Chào, chào đi Thảo, chào con Nhã đi Thảo. Dạ, dạ. Bữa nay thì Úc Hà sẽ dẫn hai em đi chợ để coi hai em cần mua cái gì mà sao bắp đó không nổi. À, đó Thảo quá vui chào cả nhà kìa. Có bên đại đó bên này cái gì con có à, đẹp cái mỏ hả? Ờ, cái Úc đẹp cái mỏ hả? Chết cha rồi kêu bằng cái mỏ hả? Thảo có chịu tha gì không? Có hả? Có. Thảo không chịu đó. Hả? Đó. Ồ. Đại. 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 Nè Thảo, cái bằng cái môi. Rồi. Cái môi chứ không phải cái mỏ. Mỏ. Không có mỏ. Môi. À, môi. Cái mỏ thôi. Theo Hà Hà Mô Son ở nhà Thảo. Thảo có cái mỏ mà. Cái gì con? Vậy đó hả? Ờ. Rồi đây. Uống cốc pha đi con, mình đi chợ. Em đi chợ không? Dạ đi. Đi chợ trả điện thoại cho con Thảo đi. Hiểu hả? Chào cả nhà đi. Cho chị uống cà phê đi. Thầy uống cà phê. Hỏi đi hỏi. Cả nhà vui vẻ không? Dạ. Cả nhà vui vẻ đi. À dạ. Chúc cả nhà vui vẻ buổi sáng đi. Uống đi, uống đi rồi mình đi chợ vòng chở ra uống tiếp. Rồi đi nha. Rồi đi. Đi chợ nha. Hai đứa nắm tay. Tám đi chợ này. À, mua em mua trà á. Trà. Á trà à? Hả? Mua mua nữa. Mất đi rồi. Mua mua rồi sao ăn? Hai trái. Thôi. Mua rồi sao ăn? Thở. Nhà mua. Mua mua hả? Mua. À, mua. Quen. Chợ này ai còn làm nữa không?
tư mà thì cũng được cái này. Cái này là độ nào cũng được hết. Cái gì nó nào cái này
bị não. Não mà đa số não giảm thần kinh rồi. Mày có được khoảng tiền hàng tháng không? Có. Đâu gặp đâu. Con này giờ uống thuốc mà cái não nó phát triển dần 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 đó. Xuống dưới nó cho thuốc mà về phát triển não không à. Cái ông đó đi nằm bệnh viện dưới là thuốc phủ nó đâu cho uống đâu, không có. Thuốc phủ nó chỉ trừ khi những người mà thần kinh đó. Dạng nó đâu có đâu. Em chở anh đi rồi, rồi, à, để em ở đây giữ thiện với nói chuyện với ông anh đi rồi chơi hả em về chở cháu về. Con ngồi bên đây nè, con ngồi bên điện thoại nữa.
cho nó điện thoại đi, nó đâu biết nghe. Cho điện thoại cảm ứng rồi á, bây giờ không đòi điện thoại nữa mà đòi cái iPad kìa. Đòi máy tính ha, đổi gì thì mua gì con? Mua gì cho con? Mua tính nữa. Mua máy tính bảng. Máy tính bảng thì cái con kia cũng hứa là tháng 12 cũng về cũng mua cho đó. Không biết coi gì đâu mà mua cho nó. Em biết nè, cô ơi. Biết mà, em biết không? Hung rồi hăng thiết rồi coi hai tay câu vô không ơi. Ờ bên đây nữa. Ờ vậy đó. Mình thương nhau mình phải hung vậy đó, thấy không? Thấy nó hung không? Hung em đi. Mất cỡ gì không biết nữa. Mất cỡ. Ôi Út Hà hung con của ông. Nó không có gì đâu mất cỡ. Có mất cỡ không? Bây giờ con hung Út Hà lên cái này. Ờ vậy đó, có gì đâu. Cho ba ăn luôn á, cho ba. Hiếu, con Hiếu.
một bữa ăn hết cho ba. Rồi theo rồi. Con nhỏ. Bây giờ nè, con cởi bộ đồ mình ra đi, chiều mình tắm mình ra mình bán cho đẹp. Đó. Chiều mình tắm mà mình nó ra mình bận. Chứ để mặc bây giờ chiều chưa rồi. Chiều chị chiều mình ra mình bán hủ tiếu mình bận mình đẹp.